지금 우리 어디 갔는지 알아요? 몰라요. 있어. 저희 무관이 나있어요. 아기는 이거 먹어. 이게 조금 더 큰 병수 있죠? 10병 큰 병수. 10병 큰 병수요? 아이야, 우잉당 참석 엠베구 중도인이라냐. 엠베 찐무이 남도인. 할머니. 할머니 이제 가요. xin chào cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi bộ đi vòng vòng chợi bởi bà nội nha. Đây á, tôi đã ở bông miền rất là lão rồi, nên đến bây giờ không có cơ hội để đi ngoài, nên lần này mình sẽ có thời gian vui vẻ với nội nha cả nhà. Bây giờ mình và nội thì vòng vòng sống và nghỉ ngơi một chút. Bây giờ chúng mình đang ở trước trung tâm mà tôi lớn nè, có nè tao mình thích lắm cả nhà. Nè, 와서 사진 찍을게. 할머니, 아기는 이거 먹어. 이거 먹어. 나는 안 먹어 근데. 사과가 많이 흘렸어. 진짜 가냐? 엄마. 응. 엄마, 응. 지금 우리 어디 갔는지 알아요? 몰라요. 내가 설명했잖아. 점심시간에. 나 못 들었는데요. 우리 지금 집 보러 갈 거예요. 아, 우리 이사 갈 집. 바이요. 무슨 구예요? 안양시요. 안양시. 바이요, 그냥. 자, 매, 바, 엄먼, 세, 디, 탐이야. 야, 뭐 있고, 어쩌더냐, 그냥. 바이요, 윙당 점성 노이. 저는, mình và cha mẹ ba người đi nhà mới của chúng tôi như thế nào đi coi nhưng mà thôi thế rồi. Abiji, chú sẽ thay thế cho chồng chưa? Đi không chưa lắm? Để gác kia. Để gác kia. Chia 2층까지 가야 될 거야. 어디 가나 chia 2층은? Ơi, tới rồi cả nhà. Core Park bay yêu xe cũng rất là lớn cả nhà ơi. Bộ luôn á, bộ hơn nhà của chúng ta bây giờ. Luxury ghế. Nhìn tốt hơn nhà của mình bây giờ ha. Nhà. Đây là the lobby đây. Đây là phòng. 봉소목. 아, 이게 지금 방 1인가요? 1번 방이요? 네. 2번이 두 번째 큰 방. 보실 거?
potato đó có nước ở gì. Nhưng mà trời mưa nhiều quá nhiều cho nên water dirty lắm. Đây là phòng số 2 cả nhà. This is dressing room. 영가 부동산 사장님한테 가지고. 크기도 적당하고. 저는 이 방이 제일 마음에 드는데. 이 방을 쓰고 싶은데. 여기는 뭐예요? 창고? 여기는 실외기도 들어있고 이쪽에 대피 공간이라서 수납장. Chào cả nhà, bây giờ cha mình sẽ đi làm contract. Cả nhà ơi, contract là, nhưng mà contract không phải là main contract. We make a contract like only contract first, so we pay 10% of the house first, and after that, on the day we move house, we pay the rest, 90%. So now we're going to make contract. Trời ơi, hard to explain. Đây cháy nữa cơ mà. Cháy nữa, cháy nữa. Chạy, chạy. Chạy, chạy. Chạy, chạy. Chạy, chạy. Chạy, chạy. Mẹ chị cái này. Yo, ở đi con. Chuẩn bị. Đi qua rồi. À bây giờ trời mưa quá nhiều. Cho nên cha tới đây để giúp mình. 아버지 도와주러 오셔서 감사해요. 아니 아까 거기에 그 뭐야 고양이 울음소리가 들려가지고 아 고양이 귀여운 고양이 어디 귀 막고 있으면 어떡하나 해서 내가 도와주러 왔더니 다 큰 고양이야. 이렇지 뭐 전에 갔던 데가? 오! 아무 아니 아야 될게 뭐 왔니? 나이 람마 컨트랙 저희 뭐 왔니? 나이 저 아 비 진짜 많이 와. 오! 아, 비 진짜 많이 왔죠? Nhưng mà hôm nay là ngày vui. Tại vì á, nhà mới của chúng mình là nhà lớn hơn, sắc hơn, đẹp hơn, mùi hơn nữa. Mình ước gì Nguyên và Mân sẽ có thể bắt đầu cuộc tôi hạnh phúc mới tay đầy đúng không? Let's go! Hello, xin chào cả nhà. Đây là cô giúp chúng mình làm contract với bất động sản. Hôm nay, 부동산 도와주셔서 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 아, 저희 이사 갈 집 되게 좋은 집이더라고요. 그런 좋은 집 소개해 주셔서 감사드리고 저희 집보다 혹시 큰 평수도 있나요? 예, 조금 더 큰 평수 있죠. 10평 큰 평수. 10평 큰 평수요? 그런 건 얼마예요? 그거는 지금 13, 4억. 13, 4억. mình sẽ cố gắng hết sức để mua nhà đồ nha cả nhà ơi. Dạ, hôm nay cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.